sẽ hân hoan tiến vào cùng thánh, tới gần Chúa Trời tuổi thánh xuân. Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, mùa chay, mùa của sám hối và trở về. Tuy nhiên, để việc sám hối của chúng ta thực sự có hiệu quả, chúng ta cần nhận ra con người thật của mình và Chúa của mình là đứng nào. Chính vì thế, ngày Chủ nhật đầu mùa chay, Hội Thánh đã mời gọi chúng ta tuyên xưng lại niềm tin của mình vào Thiên Chúa duy nhất. Bước sang Chủ nhật tuần 2, lời Chúa nhắc bảo chúng ta đặt trọn niềm tin của mình vào Đức Kitô, đứng cứu độ duy nhất của chúng ta. Phụng vụ lời Chúa tuần thứ 3 kêu mời chúng ta thực lòng sám hối trở về với Thiên Chúa, bởi lẽ Ngài là người cha nhân hậu đang chờ đợi chúng ta trở về, như chúng ta đã cùng nhau suy niệm trong Chủ nhật tuần thứ 4 vừa qua. Và trong Chủ nhật hôm nay có thể coi như một Chủ nhật cuối cùng của mùa chay. Lời Chúa một lần nữa mời gọi chúng ta nhìn lại chính mình, thực lòng thống hối để xứng đáng nhận ra ơn tha thứ của Thiên Chúa. Những ngày lễ quan trọng trong tuần, Chủ nhật ngày 14 tháng 4, Chủ nhật lễ lá bắt đầu tuần thánh. Giờ đây mời cộng đoàn cùng hiệp dân thánh lễ do Linh Mục Giuse Đinh Trọng Chính cử hành. Lạy Chúa, xin Chúa minh phép cho tôi xin duyên vinh và quyền lợi tôi đối diện với dân vô đạo. Xin cứu tôi khỏi tay người độc ác yêu gian, vì Chúa là Thiên Chúa tôi và là sức mạnh tôi. Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em và ở cùng cha. Kính thưa quý bà và anh chị em, thế là chúng ta đã bước vào tuần cuối cùng của mùa chay thánh. Tôi tin rằng suốt một tháng qua, quý bà và anh chị em đã đón nhận được nhiều ân sủng từ Thiên Chúa, thì ngày hôm nay anh chị em lại đón nhận một giáo lý mới từ nơi Đức Giêsu Kitô, đó là giáo lý của lòng vị tha. Giờ đây chúng ta hãy đón nhận tình thương tha thứ của Thiên Chúa trước khi cử hành thánh lễ. Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa và năm và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mỗi lần. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh, các thiên thần, các anh và anh chị em thân cầu cho tôi chưa tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Amen. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, vì yêu thương nhân loại, Đức Giêsu Kitô đã hiến thân chịu khổ hình. Xin ban ơn trợ giúp để chúng con biết noi gương người tận tình yêu thương mọi anh chị em. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen.
Trích sách thôn sứ Isaiah. Chúa là đấng mở đường dưới biển, mở lối đi dưới dòng nước. Chúa là đấng dẫn dắt xe, ngựa, quân binh và dũng sĩ. Tất cả đều ngủ và không trỗi dậy nữa. Chúng bị ngộp thở và tắt đi như tim đèn. Người phán, các ngươi đừng nhớ đến dị vãng, đừng để ý đến việc thời xưa nữa. Đây ta sẽ làm những cái mới, và giờ đây chúng sẽ xuất hiện, như các ngươi sẽ biết. Ta sẽ mở đường trong hoang địa và khai sông nơi đất khô khan. Thú đồng, muôn rừng và chim đàn sẽ ca tụng ta, vì ta đã làm cho hoang địa có nước và đất khô khan có sông, để dân yêu quý của ta có nước uống. Ta đã tác tạo dân này cho ta, nó sẽ ca ngợi ta. Đó là lời Chúa. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Khi Chúa đem những người Sion đi ban trở về, chúng tôi dường như người đang mơ. Bây giờ miệng chúng tôi vui cười, miệng chúng tôi thốt lên những tiếng hân hoan. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Bây giờ dân thiên hà nói với nhau rằng, Chúa đã đối xử với họ cất đại lượng, Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Lạy Chúa, xin hãy đổi số phận chúng con như những dòng suối ở miền Nam. Ai reo trong lễ sầu sẽ gặn trong hân hoan. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Thiên hạ vừa đi vừa không, tay mang thóc đi gieo, họ trở về trong hân hoan, vai mang những bó lúa. Chúa đã đối xử đại lượng với chúng tôi, nên chúng tôi mừng rỡ hân hoan. Trích thơ Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Philippê. Anh em thân mến, tôi mong coi tất cả mọi sự như thua thiệt trước cái lợi tuyệt vời là được biết Đức Giêsu Kitô Chúa tôi. Vì người tôi đành chịu thua thiệt và coi mọi sự như phân bón để lợi được Đức Kitô và được ở trong người, không phải do sự công chính của tôi dựa vào lề luật, nhưng do sự công chính bởi đức tin Đức Giêsu Kitô. Sự công chính bởi Thiên Chúa là sự công chính bởi đức tin để nhận biết người và quyền lực phục sinh của người, để thông hành vào sự đau khổ của người và trở nên giống người trong sự chết, với hy vọng từ cõi chết được sống lại. Không phải là tôi đã đạt đến cùng đích hoặc đã trở nên hoàn hảo, nhưng tôi đang đuổi theo để chiếm lấy, bởi vì chính tôi cũng đã được Đức Giêsu Kitô chiếm lấy. Anh em thân mến, chính tôi chưa tin rằng tôi đã chiếm được, nhưng tôi đinh ninh một điều là quên thành đằng sau và hướng về phía trước. Tôi cứ nhắm đích đuổi theo để đạt ơn giải, kêu gọi Thiên Chúa và đã ban từ trời cao trong Đức Giêsu Kitô. Đó là lời Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu lên núi cây dầu và từ sáng sớm người lại vào trong đền thờ. Toàn dân tiến đến cùng người nên người ngồi xuống và bắt đầu giảng dạy. Lúc đó luật sĩ và biệt phái dẫn đến người một thiếu phụ bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, và họ đặt nàng đứng trước mặt mọi người. Họ hỏi Chúa Giêsu: Thưa Thầy, thiếu phụ này bị bắt quả tang phạm tội ngoại tình, mà theo luật Mô-xê hàng phụ nữ này phải bị ném đá, còn Thầy, Thầy dạy sao? Họ nói thế có ý gài bẫy người để có thể tố cáo người. Nhưng Chúa Giêsu cúi xuống, bắt đầu lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên người đứng lên và bảo họ: Ai trong các ngươi sạch tội, hãy ném đá chị này trước đi. Và người ngồi xuống lại viết trên đất. Nghe nói thế, họ rút lui từng người một, bắt đầu là những người nhiều tuổi nhất. Và còn lại một mình Chúa Giêsu với người thiếu phụ vẫn đứng đó. Bây giờ Chúa Giêsu đứng thẳng dậy và bảo nàng: Hỡi thiếu phụ, những người cõng chị đi đâu cả rồi? Họ không kết án chị ư? Nàng đáp: Thưa Thầy, không có ai. Chúa Giêsu bảo: Ta cũng thế, ta không kết tội chị. Vậy chị hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chỉ còn ít ngày, ít tuần nữa thôi là chúng ta cử hành biến cố Chúa sống lại, hay chúng ta vẫn dùng một từ quen thuộc đó là mầu nhiệm vượt qua. Cho nên ngày hôm nay, trong ngày Chủ nhật cuối cùng của mùa chay, bài ngôn sứ, sách ngôn sứ Isaiah đã gợi lại cho chúng ta biến cố vượt qua của dân Do Thái. Ngôn sứ Isaiah viết những lời này khi mà dân Chúa đang sống trong kiếp lưu đày ở Babylon. Họ chờ đợi một đấng Messiah mỏi mòn không thấy, thậm chí họ còn đang sống trong đau khổ, thất vọng, nản chí. Ngôn sứ Isaiah muốn nói với họ rằng Thiên Chúa là đấng trung thành, Ngài đã hứa là Ngài thực hiện, mà hơn thế nữa, Ngài còn là đấng giàu lòng nhân ái. Cho nên cứ kiên tâm chờ đợi thì sẽ nhận được tình thương của Thiên Chúa. Cho nên trong bối cảnh ấy, Ngài nói rằng đấng mà đã mở đường dưới biển, mở một lối đi giữa lòng nước cho chúng ta, hình ảnh của dân vượt qua biển đỏ của những năm trước. Đấng đã làm cho tất cả quân thù không còn trỗi dậy nữa, bị ngộp thở và tắt lịm đi. Và đấng sẽ mở đường trong hoang địa, đấng sẽ khai dòng sông nơi đất khô cằn. Và thưa quý bà và anh chị em, ngôn sứ Isaiah còn khẳng định rằng là các ngươi đừng nhớ đến dĩ vãng, nhưng hãy đón nhận và làm những cái mới sẽ xuất hiện. Chúng ta dừng lại ở câu này để phân tích một chút ý nghĩa mà ngôn sứ Isaiah muốn nói. Gợi lại những câu chuyện ở trong quá khứ, gợi lại kỳ công của Thiên Chúa dẫn dân Israel ra khỏi Ai Cập, đặc biệt là vượt qua biển đỏ, một biến cố mà dân chúng tưởng chừng là không thể nào còn sống nổi. Phía trước là biển,
phía sau là quân đội hùng mạnh của Ai Cập đuổi theo. Thế nhưng bàn tay của Thiên Chúa can thiệp để rẽ nước ra làm đôi, dân chúng đi qua biển đỏ an toàn. Isaiah nhắc lại biến cố đó để cho dân chúng thấy rằng là bàn tay của Thiên Chúa vẫn luôn luôn dẫn dắt dân tộc Israel, dân riêng của Chúa. Nhưng nhắc lại những chuyện ấy không phải chỉ dừng lại như một câu chuyện lịch sử. Nhắc lại những chuyện ấy không để ngồi mà nhớ lại những gì trong quá khứ, nhưng hãy học cái điều gì mới sắp sửa xảy ra đây. Ngôn sứ muốn nói tới về đấng Messiah là đấng mới đến với chúng ta. Điều mới ấy được nhắc đến trong một câu chuyện thật thú vị của Tin Mừng Gioan hôm nay. Những người biệt phái và Pha-ri-siêu bắt quả tang một người phụ nữ phạm tội ngoại tình, và họ đưa đến Chúa Giê-xu là đấng mà đang giảng dạy cho dân Chúa một giáo lý mới, đấng mà đang thu hút toàn thể dân chúng, mà thậm chí có những điều mà đi ngược lại hay là không tuân theo luật của họ. Ví dụ như Chúa Giê-xu chữa lành cho người bại liệt trong ngày Sa-bát. Chúa Giê-xu là người mà nói rằng là phá đền thờ này đi, nội trong 3 ngày ta sẽ xây dựng lại. Chúa Giê-xu là đấng nói rằng là cha ta và ta là một. Điều đó rất là chướng tai đối với luật Mô-xê và những người biệt phái và luật sĩ không thể chấp nhận được. Chúa Giê-xu là đấng rao giảng một giáo lý mới mà là không phải mắt đền mắt, răng đền răng, nhưng yêu thương cả chính kẻ thù, kẻ đối nghịch anh em. Chúa Giê-xu là người giáo dục, dạy bảo cho dân chúng rằng phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, phúc cho ai bị bách hại vì danh thầy, phúc cho các con là những người mà bị sỉ nhục, bị bắt bớ, bị tra tấn vì nước Thiên Chúa, vân vân. Tất cả những giáo lý đó đã làm cho biệt phái, luật sĩ, thượng tế là những người không đón nhận, và họ cũng âm mưu tìm cách phải chặn con người Giê-xu này lại. Cho nên ngày hôm nay một cơ hội ngàn vàng đến với họ khi mà một người phụ nữ bị bắt ngoại tang, bị bắt tại trận phạm tội ngoại tình, và họ nói rằng là đưa ra đặt giữa trước mặt Chúa Giê-xu, và họ đưa ra luật cũ và luật mới. Theo luật cũ, luật Mô-xê, người phụ nữ này phải bị ném đá cho tới chết. Còn thầy, thầy dạy sao? Mà Mô-xê đối với người Do Thái là rất quan trọng. Những gì mà Mô-xê nói, những gì sách viết về Mô-xê hay là viết lại những chuyện từ thời của Mô-xê như là kim chỉ nam cho đời sống đức tin của người Do Thái. Và rõ ràng ngày hôm nay chúng ta vẫn sử dụng sách đó mà, cho nên sách đó hoàn toàn có giá trị. Nhưng lại đặt ra cho Chúa Giê-xu một hoàn cảnh: nếu theo luật Mô-xê, luật mà Thiên Chúa đã trao gửi qua Mô-xê, thì phải ném đá người phụ nữ này, đúng rồi. Nhưng nếu vậy thì đâu là bài học mà tha thứ 70 lần 7? Đâu là lời mà Chúa Giê-xu nói rằng là hãy yêu thương cả kẻ thù? Đâu là lời mà Chúa Giê-xu nói rằng ta đến để gánh tội trần gian? Trả lời cách nào cũng chết. Và người ta chờ đợi Chúa Giê-xu sập bẫy, người ta chờ đợi Chúa Giê-xu trả lời đúng, thì ném đá chết, thì người ta cũng có cớ để kết tội Chúa Giê-xu, hay nói cách khác là làm bẽ mặt Chúa Giê-xu để không còn ai tin vào những lời dạy của Chúa Giê-xu nữa. Và người ta cứ chờ đợi, nếu Chúa Giê-xu bảo không, thì như vậy Chúa Giê-xu ngang nhiên chống lại luật Mô-xê, càng là một cớ hiển nhiên để kết tội Ngài, vân vân. Thế nhưng Chúa Giê-xu là đấng mà ngôn sứ Isaiah nói rằng đừng để ý đến những việc thời xưa nữa, nhưng hãy làm theo những cái mới sẽ xuất hiện trong chúng ta. Cái mới ấy là: ai trong các ngươi sạch tội thì ném đá người này trước đi. Chúa Giê-xu vẫn đồng ý cho người phụ nữ này bị ném đá với điều kiện anh là người. Và cuối cùng Chúa Giê-xu cũng nói rằng tôi không kết án chị đâu,
Vậy Chúa Giêsu không có tội sao? Chúa Giêsu đặt mình ngang hàng với chúng ta là những tội nhân. Và Chúa Giêsu không hề kết án ai, ngay cả người phụ nữ phạm tội ngoại tình đáng để kết án. Từ nay đừng phạm tội nữa. Chúa Giêsu không kết án người có tội. Chúa Giêsu không kết án người có tội, nhưng Ngài thương người có tội. Chúa Giêsu không đồng lõa với tội, nhưng Chúa Giêsu khuyên dạy chúng ta xa tránh tội. Đấy là đạo lý mới của Chúa Giêsu mà chúng ta ngày hôm nay đang lãnh hội. Xin cho mọi người chúng ta ngày hôm nay sống trong một xã hội cũng như trong một giáo hội vẫn cần có những luật để tuân theo, nhưng tuân theo luật đừng đánh mất lòng nhân ái. Có tình và có lý, xét theo lý nhưng cũng nên dựa theo tình. Và tình và lý ấy làm sao phải đặt trong thánh ý của Thiên Chúa, chứ không phải bằng chỉ là mối tình cảm tương quan cá nhân. Xin cho mọi người chúng ta học theo giáo lý mới của Thiên Chúa để sẵn sàng tha thứ như Chúa đã tha thứ cho chúng ta, để đặt mình cũng khiêm tốn như một người tội lỗi trước mặt chúng ta, như Chúa Giêsu đã đặt mình như thân phận con người của chúng ta. Có như thế, kết thúc mùa chay thánh cũng là kết thúc một quá trình theo gương Chúa Giêsu đón nhận ân sủng. Và chúng ta đã đón nhận được tình thương tha thứ của Thiên Chúa, thì chúng ta cũng hãy tha thứ cho anh chị em của chúng ta. Chúng ta cùng nhau tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời, người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa. Ánh sáng với ánh sáng, Thiên Chúa thật với Thiên Chúa thật, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Nhờ người mà muôn vật được tạo thành, vì loài người chúng ta và để cứu rỗi chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng Trinh Nữ Maria và đã làm người, người chịu đóng đánh và tham gia vì chúng ta. Thời quan phong siêu phi la cô, người chịu vô hình và ngoại tàng, ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh, người lên trời đưa đến hiệu Đức Chúa Cha. Và người sẽ lại đến trong vinh quang, để phán xét kẻ sống và kẻ chết, nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là Đức ban sự sống, người bởi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy, tôi đi hồi thánh duy nhất, thánh hiền công giáo và công truyền. Tôi tin rằng có một phép rửa để tha tội, tôi trong đời kẻ trên sống lại và sự sống đời sau. Amen. Quý ông bà và anh chị em thân mến, lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy một thái độ độc đáo của Chúa Giêsu đối với một tội nhân. Rõ ràng là Chúa hằng muốn tha thứ và cứu độ, chứ không muốn kết án. Vậy chúng ta hãy tin tưởng nguyện xin. Các ngươi đừng nhớ đến dĩ vãng và đừng để ý đến việc thời xưa nữa. Xin cho các vị chủ trăn sống trọn vẹn sứ mệnh cứu thế của mình, để với tâm tình yêu thương, quảng đại, nhẫn nại và khoan dung của Chúa Giêsu, các ngài là lời mời gọi tội nhân
can đảm trở về với Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Vì Đức Kitô, tôi đành chịu thua thiệt trong mọi sự. Xin cho các Kitô hữu biết chấp nhận những đau khổ và mọi nghịch cảnh trong tinh thần thiên hạ, hoàn toàn tin tác vào Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Còn lại một mình Chúa Giêsu với người phụ nữ vẫn đứng đó. Xin cho mỗi người chúng ta tìm được những giây phút chỉ sống với Chúa, để nhận ra tình thương Chúa, can đảm trở về sống xứng đáng với tình thương và tha thứ của Chúa. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Hãy đi và từ nay đừng phạm tội nữa. Xin cho các anh chị em dự tòng sắp lấy nhận bí tích thánh tẩy được một tình mến nồng nàn, sẵn sàng từ bỏ nếp sống cũ để cùng với Chúa họ sống một cuộc đời mới. Chúng ta cùng cầu xin Chúa. Xin Chúa nhắm lời chúng con. Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn ý thức sự bất toàn của bản thân, tích cực cộng tác với ơn Chúa, xa tránh dịp tội, tập luyện tinh thần yêu thương và tế nhị của Chúa đối với những sơ suất, khuyết điểm của tha nhân, hầu có thể giúp nhau chấp nhận mọi thua thiệt để chỉ tìm một Đức Kitô đấng hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con bánh này, là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Chúa tôn kiên Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này, là sản phẩm từ cây nho và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con. Chúa tôn kiên Chúa đến muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ với tay Cha để ta cùng tôn vinh danh Chúa và mưu ý cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã cho chúng con là con cái Chúa được thấm nhuần đạo lý đức tin. Giờ đây, xin cũng thương nhận lời chúng con khấn nguyện và giúp lễ tế này thanh tẩy tâm hồn chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Chúa đã muốn chúng con dùng việc hãm mình mà tạ ơn Chúa, để nhờ đó chúng con là những người tội lỗi, giảm bớt được tính kiêu căng, và khi giúp nuôi dưỡng những kẻ túng thiếu, chúng con trở nên những người biết noi theo lòng nhân hậu. Vì thế, cùng với vô số thiên thần, chúng con đồng thanh tôn vinh Chúa mà ca tụng rằng:
Hân hoan hoan, Chúa là Thiên Chúa đang bao vinh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúa cùng nâng ngự lên nhân danh Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, Người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Lạy Chúa, chúng con loan Thiên Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho đời khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phục sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến cùng với Đức Giáo Hoàng Francisco, Đức Giám Mục Timothy chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến tôi tớ Chúa là linh hồn linh mục Giuse mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhân Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh cả Giuse, mặt trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh từ đạo Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ Người, với Người và trong Người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Giáo lý mới của Chúa Giêsu là tình thương và tha thứ. Chính vì thế trong lời kinh nguyện Chúa Giêsu dạy chúng ta cũng xin Chúa Cha tha thứ cho chúng ta như chúng ta cũng tha thứ cho anh chị em. Vậy giờ đây noi gương Chúa Giêsu chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha ta sanh, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con.
Chúa xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Vì vương quyền, vì lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hiệp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Chiên Thiên Chúa, đừng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con. Đây Chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Chiên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng gian chưa ngữ vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời vì linh hồn con sẽ lành lặn. Xin cho việc lớn mình và báo thánh Chúa Kitô đem lại cho chúng con sự sống. Thầy bảo thật các con, nếu hạt lúa mì rơi xuống đất mà không thối đi, thì nó chỉ trơ trọi một mình. Nhưng nếu nó thối đi, thì nó sinh nhiều bông hạt. Chúng ta cùng dâng lời cầu nguyện.
Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con vừa được phúc kết hợp với mình và máu Thánh Đức Kitô, xin cho chúng con được trở nên những chi thể sống động của Người, Người hàng xóm và hiển trí muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Nguyện xin Thiên Chúa toàn năng là Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em luôn được bình an. Cảm ơn Chúa. Rộng rãi chương trình này đến với những người đau yếu, những người ở xa các cộng đoàn Việt Nam và những ai trong hoàn cảnh không thể tham dự các thánh lễ ngày Chủ nhật. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ tv@vietcatholic.net. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.